quốc kỳ Việt Nam nổi bật trên tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai. Nhân quốc khánh Việt Nam, toàn bộ tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa tại thành phố Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE đã chiếu hình quốc kỳ Việt Nam làm nổi bật cả một vùng trong đêm. Chào mừng 75 năm quốc khánh Việt Nam, tháp Burj Khalifa đã sáng đèn với hình lá cờ của Việt Nam. Chúng tôi gửi lời chúc phát triển và thành công tới người dân Việt Nam, đó là những gì được tài khoản chính thức của tòa tháp Burj Khalifa viết trên Twitter. Đi kèm bài đăng là một video cho thấy tòa tháp được bao phủ bởi sắc cờ đỏ sao vàng của Việt Nam. Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9, giờ Việt Nam, video này nhận được hơn 1.300 lượt xem. Tài khoản Twitter và Facebook của Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, tại Việt Nam cũng đăng đoạn video cho thấy hình ảnh lá cờ Việt Nam được chiếu trên tòa tháp Burj Khalifa với hiệu ứng tung bay. Trước đó, trong ngày 2 tháng 9, cũng trên mạng xã hội, Đại sứ quán các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Việt Nam đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chính phủ, nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm quốc khánh của Việt Nam, 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2020. Tòa tháp Burj Khalifa được xem là tòa nhà cao nhất thế giới với tổng cộng 164 tầng, có chiều cao 828 mét và thang máy cao nhất, cũng như chạy nhanh nhất thế giới với vận tốc 64 km/h. Tháp có hình dạng như một cây kim nhọn vươn thẳng. Trong nhiều sự kiện quan trọng, tòa tháp này thường có các phần trình diễn ánh sáng tương tự. Chẳng hạn, trước đó tháp Burj Khalifa đã sáng đèn với hình ảnh quốc kỳ Ukraine để mừng quốc khánh Ukraine, hay trình diễn ánh sáng nhân ngày phụ nữ Emirati. Chiếu hình cờ các nước trên tháp Burj Khalifa là một nghi thức được chính quyền Dubai và UAE thực hiện nhằm cho thấy sự coi trọng với những đối tác mà họ xem là đặc biệt. Trước quốc khánh Việt Nam một ngày, hình ảnh quốc kỳ Uzbekistan cũng được chiếu trên tòa tháp này nhân quốc khánh nước Cộng hòa Uzbekistan hôm 19. Lá cờ của nhiều nước như Mỹ, Nga, Nhật Bản cũng từng được chiếu lên tòa tháp này.